Theo phong tục truyền thống, cứ vào ngày mùng 5 tháng Giêng hàng năm, đồng bào dân tộc Tày ở huyện Văn Bàn lại tổ chức lễ cúng thổ công của làng. Đây là một nét văn hóa truyền thống thể hiện tinh thần đoàn kết và ý nghĩa của cộng đồng làng bản trong đời sống tâm linh của đồng bào. Tham gia lễ cúng thổ công của làng, mỗi gia đình sẽ góp lễ bằng một mâm cỗ cúng với những món ăn truyền thống ngày Tết. Mỗi mâm cỗ đều có cành đào nhỏ hoặc que treo chim én làm bằng giấy, với ý nghĩa mừng đón mùa xuân sang. Tất cả các mâm cỗ được mang ra nơi thờ cúng thổ công của làng, ngoài cánh đồng hoặc nơi trang trọng mà từng bản làng lựa chọn. Người thực hiện lễ cúng là vị cao niên của dòng họ có công khai mương, lập bản đầu tiên trên vùng đất đang sinh sống. Bài cúng trong lễ này của chúng tôi là cầu cho người yên vật thịnh, mùa màng tốt tươi, mọi gia đình trong bản làng đều có sức khỏe tốt, năm mới sung túc, lao động, làm ăn, phát tài, phát lộc, con cháu các gia đình khỏe mạnh, học hành tiến tới. Lễ cúng thổ công của thôn Phát nói riêng và đồng bào dân tộc Tày ở Văn Bản nói chung là một nét văn hóa tâm linh độc đáo. Cả bản làng cùng nhau đoàn kết, cầu mong các vị thần linh, thổ công, thổ địa phù hộ cho dân làng được ấm no hạnh phúc. Lễ cúng thổ công bản của đồng bào dân tộc Tày ở huyện Văn Bản, đây là một di sản văn hóa được xây dựng hàng trăm năm nay. Thì xuất phát từ cái nền văn minh lúa nước được hình thành tại Văn Bản, về đồng bào dân tộc Tày của Văn Bản là phát hiện và phát huy cái tiềm năng tự nhiên để xây dựng hệ thống các cánh đồng lúa nước và đã canh tác thành một cái nếp sống canh tác của đồng bào. Và cũng chính vì đó đã tạo cho người Tày của Văn Bản là sống quần cư theo từng bản. Và cái lễ cúng thổ công là một trong những nghi thức được ghép nối giữa cái việc mà cúng những thần núi thần sông đấy, để và cầu cho mưa thuận cho hòa, phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, và cúng người nhớ lại những người có công hình thành ra cái khai thiên lập địa để lập lại cái bản, xây dựng cái bản làng của đồng bào Tày. Với trách nhiệm của hệ thống chính trị trong vấn đề quan tâm bảo tồn, đây là một trong bản sắc văn hóa, nó tác động trực tiếp đến đời sống dân sinh của bà con nhân dân, và đặc biệt là tác động trực tiếp đến cái việc mà phát triển kinh tế xã hội của địa phương, phát huy được cộng đồng. Cho nên trách nhiệm của hệ thống chính trị từ huyện, xã rồi đến thôn phải có cái trách nhiệm để bảo tồn, động viên, tạo điều kiện cho bà con nhân dân duy trì và phát huy cái giá trị bản sắc văn hóa này. Cũng theo phong tục truyền thống của người Tày thì phải sau lễ cúng thổ công của làng thì các hoạt động lễ hội vui chơi đầu xuân khác mới được tổ chức.